thì nói ngay, thật sự ra đó cô này rất là đẹp. Lúc mà mình giảng dạy ở trong biểu diễn đó mà, về cái động tác, thật sự ra đó có nhiều người người ta còn kiểu cách lắm. Ví dụ tôi là ca nhạc, vô cầm một cái trường thương hoặc một cây roi ngựa rất nhẹ nhàng thôi, ôi nặng quá mua không được cái này được. Họ bị cô đét quá. Còn bé này rất là hay, tôi chỉ dạy chỉ 3 lần thôi, làm đúng bước đi, uyển chuyển, rất thành công là tôi thích liền. Đó là một cái kỷ niệm lần đầu gặp Chi Buông. Và hai nữa anh quan sự và anh đạo diễn nữa. Chúng tôi làm việc rất là hăng hái, hãy nói cái ý là tôi làm đáp ngay giảng liền. Của anh thì thực ra là các ca khúc Cung Đàn Vỡ Đôi này Kiên đã viết và có cái demo cho Chi từ một thời gian khá là lâu trước đây. Và tất nhiên là tụi em đã mong muốn cái sản phẩm ra mắt sớm nhất đến quý vị khán giả. Tuy nhiên là vì cái đợt cách ly vừa rồi cho nên tất cả những dự án chắc là không chỉ của riêng Chi mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị dời lại. Cho nên đến ngày hôm nay thì Cung Đàn Vỡ Đôi mới được lên sóng. Còn cái dự án mà The Great Show thì là một cái dự án ra đời sau về mặt ý tưởng. Tại vì nó xuất phát từ cái việc là ngay cái thời kỳ cách ly thì tụi em muốn mang đến gọi là những cái sản phẩm và những cái chuỗi chương trình online nó phục vụ cái giá trị tinh thần cho khán giả. Và cái show tháng vừa rồi là cái show đầu tiên tụi em sản xuất và lên sóng, và có thể khẳng định và cam kết với mọi người là từng show của mỗi tháng nó đều khác nhau về concept. Và cái show đầu tiên nó về nhạc hoa lời Việt, và cái show thứ hai nó không phải như vậy nữa đâu, và mọi người có thể đón xem vào cuối tháng này khi show thứ hai lên sóng. Ca khúc sản phẩm ra mắt thì bọn em đã đều có những cái kế hoạch cho từng cái dự án rồi. Và với ca khúc này Cung Đàn Vỡ Đôi mang âm hưởng hơi nhạc hoa đúng không? Thì đó cũng là cái lý do vì sao bọn em làm cái Greatest Show tập 1 với nhạc hoa lời Việt, để có thể dẫn dắt người xem, dẫn dắt khán giả vào cái mood của MV Cung Đàn Vỡ Đôi. Và tất cả mọi thứ nó cũng đã được nằm trong kế hoạch của tụi em rồi ạ. Nữa hả anh? Thầy ơi cứu con. Thực sự là để từ tập những cái động tác vũ đạo trong cái chưa gì anh đã giơ cái điện thoại lên để quay rồi hả? Tập các động tác vũ đạo trong cải lương, đến cái việc là mình làm sao mình hát được cải lương, thì trong MV mọi người cũng thấy là Chi không có hát một câu cải lương nào đúng không? Thì nó cũng rất là khó, nó cần rất là nhiều thời gian. Và em nghĩ là một nghệ sĩ cải lương thì cần rất là nhiều năm để có thể hát được một câu cải lương. Nửa câu thôi ha. Nửa câu ha. Chị, em hát hai chữ thôi. Trời ơi. Em phải lấy hết dũng khí này. Hai chữ thôi, mà cái dài là đúng điệu của cải lương. Trời ơi, hai chữ thôi đó. Để cho em nhẩm lại lời á ta. Cái gì nhỉ? Nên nhớ. Chuyện hồi hộp em quên lời luôn đấy. Nên nhớ. Nên nhớ không sợ đánh chi tay những nhiễm mạch hồ. Khó nghe. Yên tĩnh quá luôn á. Hồ hộp quá luôn á. Trời ơi bởi sao cơ giữa chiến trường thò tiên. Nên gió đông sơn đành chi tay dính nhiên bạch thu hà. Cho em thêm lần lại lần nữa, em nghĩ em hát hay hơn đấy ạ, thêm lại. Em thực sự là chưa có một sự luyện tập gì cho cái câu này, nó hơi bị bất ngờ quá. Nên là nếu mà có cơ hội để trau chuốt hơn rồi tập một cách được thầy Thanh Sơn trau chuốt rồi ấy lại hơn, thì em nghĩ là em sẽ thể hiện trong một dịp khác một cách tròn trịa và đẹp đẽ hơn ạ. Em cảm ơn người rất nhiều. Anh chị ca sĩ có nội lực luôn, nhưng mà vô cải lương cũng không nổi nữa. Và thầy thấy là để hát cải lương có dễ không, và mình nên chia sẻ điều gì cho thế hệ trẻ nếu họ thật sự yêu thích cải lương ạ? Nếu về muốn làm nghệ thuật á,
chúng ta phải hết mình. Từ cái dở nó mới thành cái hay, mới điêu luyện. Chẳng hạn như hồi nãy giờ con, nếu mà xét lên xuống nha nè, thầy cho là cái hơi con bị ổn áp, cái điện nó lên. Thế giờ con muốn học Vinh Viễn Bạch Thu Hà, đó là con lấy hai cái chữ hò xuống nó mới ngọt, làm mình cái ca cải lương. Nói chung là mình phải học nhiều nữa đúng không thầy? Dạ, bất cứ cái gì cũng phải học. Và không biết là anh chị em nào còn có câu hỏi hay góp ý chỉ giáo gì cho ekip tụi em được học hỏi không ạ? Để có thể hoàn thiện cho những sản phẩm tiếp theo. Còn nếu như mà chúng ta đã có được những thông tin đầy đủ trong thông cáo báo chí và đang rất là mong muốn được phỏng vấn hoặc là được tác nghiệp ngay tại Backdrop để hiểu thêm nhiều những cái thông tin, thì em xin được phép là mình sẽ khép lại buổi tọa đàm tại đây cùng với sự tham gia.